Chủ đề video hôm nay, Gia Huy 93 sẽ hướng dẫn quý khách hàng cách dịch tất cả các ngôn ngữ trên toàn thế giới khi anh chị sử dụng iPhone, cực kỳ đơn giản. Và một điều lưu ý là anh chị nên biết không phải chiếc iPhone nào cũng có thể làm được điều này. Chỉ có những sản phẩm iPhone đời mới nhất chạy hệ điều hành iOS 16 trở lên thì anh chị sẽ sử dụng được tính năng hữu ích này. Và để sử dụng thì việc anh chị cần làm là như sau. Đầu tiên mình vào trong mục cài đặt. Tiếp theo mình kéo lên, anh chị chọn vào cài đặt chung. Tiếp theo anh chị chọn vào ngôn ngữ và vùng, anh chị kéo hết lên. Ở đây anh chị sẽ chọn vào cái mục là văn bản trực tiếp, anh chị bật lên, sau đó anh chị bấm chữ bật. Lúc này anh chị thoát ra và anh chị bật cái camera của mình lên. Anh chị hướng vào những cái từ mà anh chị cần dịch. Bây giờ thì chỉ cần hướng cái từ vào cần dịch, anh chị muốn dịch chỗ nào thì anh chị đưa cái ô màu vàng này vào trong cái khung này. Anh chị thấy ở đây sẽ xuất hiện màu vàng trong cái khung. Sau đó ở dưới cùng nó sẽ có một cái giống như là nó đọc mở vạch ở đây, anh chị chọn vào. Lúc này anh chị muốn dịch hết tất cả những cái từ ngữ này thì anh chị chọn vào tất cả. Sau khi anh chị chọn vào tất cả dịch những cái chữ này thì anh chị bấm vào đây một cái. Sau đó anh chị bấm vào cái mũi tên nhỏ ở đây và anh chị chọn chữ dịch. Lúc này tiếng Việt nó sẽ dịch ra tiếng Anh và nó còn đọc cho anh chị nghe luôn. Đây, ở trên là tiếng Việt, ở dưới là nó dịch ra tiếng Anh. Nếu như anh chị muốn thay đổi ngôn ngữ dịch thì anh chị thay đổi ở đây. Anh chị chọn vào cái dòng thay đổi ngôn ngữ. Chẳng hạn như anh chị muốn dịch ra tiếng Nhật, anh chị chọn vào tiếng Nhật thì ở đây nó sẽ dịch ra tiếng Nhật và nó còn đọc cho anh chị nghe luôn. Và anh chị có thể thay đổi cái ngôn ngữ dịch này rất dễ. Anh chị chỉ cần bấm vào đây và chọn lại là được. Ở đây, cái phần dịch ở đây thì anh chị thêm vào cái ngôn ngữ dịch. Anh chị thấy nè, đây đang là tiếng Việt, dịch sang tiếng Việt thì nó rất là vô lý. Thì anh chị bấm vào thay đổi ngôn ngữ, chẳng hạn như anh chị dịch ra tiếng Anh. Dịch tiếng Anh thì anh chị chọn vào tiếng Anh. Và anh chị nhớ là cái chỗ thay đổi ngôn ngữ này nè, anh chị mỗi lần anh chị bấm vô thì anh chị kéo xuống, nó còn có thêm cái quản lý ngôn ngữ ở đây. Nó dịch ra rất là nhiều những cái ngôn ngữ khác, chẳng hạn như là tiếng Anh Hoa Kỳ. Bây giờ anh chị chọn vô đây, nó dịch tiếng Việt ra tiếng Anh Hoa Kỳ. Và nếu như mà anh chị ở Hoa Kỳ, anh chị muốn dịch ngôn ngữ nào thì anh chị làm ngược lại là xong. Với cái ứng dụng này và với cái tính năng cực kỳ hữu ích này, anh chị đi đâu, anh chị muốn dịch hay là anh chị muốn đọc những cái bảng hiệu hay bất kỳ một cái thông tin nào trên những cái nhãn hàng như là hộp thuốc nè, rồi bánh nè, rồi sữa, quà tặng v.v. là anh chị sẽ biết hết tất cả những cái thông tin một cách cực kỳ đơn giản. Và chiếc điện thoại của anh chị hiện tại á, anh chị bỏ trong túi, nó là một trong những cái trợ thủ đắc lực nhất giúp cho anh chị tối ưu hóa cuộc sống hàng ngày. Và bây giờ em tiếp tục dịch thêm một cái đoạn chữ nào đó để mô tả một cách rõ ràng hơn về cái cách dịch của cái iPhone cho anh chị xem. Đầu tiên thì khi mở camera lên, camera sẽ tự động phát hiện thấy chữ, sau đó sẽ hiện cái ô vuông này lên để cho anh chị dịch. Thì lúc này anh chị bấm vào đây để anh chị dịch, dịch nguyên cái dòng mà cái ô vuông đã đánh dấu. Sau đó anh chị muốn dịch hết cái đoạn này
thì anh chị bấm vào chữ tất cả. Sau khi anh chị bấm vào chữ tất cả rồi thì anh chị bấm vào đây một cái nữa. Anh chị có thể sao chép những cái chữ này để anh chị gửi cho người ta. Ở đây có chữ sao chép. Còn nếu mà anh chị muốn dịch những cái dòng chữ này thì anh chị bấm vô cái mũi tên nhỏ, anh chị chọn vào chữ dịch. Ở đây thì mặc định nó đang là tiếng Trung Quốc, hồi nãy em chưa chỉnh lại tiếng Việt Nam. Mặc định nó sẽ là tiếng Việt Nam nha anh chị. Nghĩa là khi mà nó phát hiện ở đây là tiếng Anh thì nó sẽ dịch ra cái ngôn ngữ mà anh chị đang sử dụng trên điện thoại. Ví dụ như anh chị sử dụng ngôn ngữ tiếng Hàn thì nó sẽ dịch ra tiếng Hàn. Anh chị sử dụng tiếng Việt Nam thì nó sẽ dịch ra tiếng Việt Nam. Thì đây, đây là nó sẽ dịch ra nguyên một cái đoạn này. Nếu anh chị muốn đọc những cái từ ngữ trên đây bằng tiếng Anh, anh chị bấm vào chữ thêm. Nó sẽ sổ ra một trang như thế này. Ở trên là bản gốc, ở dưới là bản dịch. Anh chị có thể thêm vào sao chép bản dịch nè. Đó, anh chị có thể sao chép bản dịch này để anh chị copy gửi cho ai đó, hoặc là anh chị lưu vào đâu đó. Và với cái tính năng camera như thế này, anh chị xem, bây giờ anh chị đánh dấu cái này. Ví dụ như anh chị đánh dấu cái phần này thì anh chị bấm vào đây để anh chị chụp cái những cái dòng chữ này. Sau đó anh chị chọn tất cả nè, chọn tất cả xong anh chị bấm vào đây một cái, anh chị bấm sao chép. Ví dụ anh chị sao chép xong, bây giờ anh chị muốn gửi cái đường link này cho ai đó thì anh chị làm sao đây? Ví dụ bây giờ anh chị muốn gửi cái đường link này cho ai đó thì anh chị mở, anh chị nhấn vào một cái là anh chị bấm dán, là anh chị gửi được cái những cái dòng chữ này đi. Rất là đơn giản, anh chị thấy nè, là cái dòng chữ nó lên đây nó nằm luôn, cực kỳ đơn giản. Và cái cách này thì anh chị không cần phải viết. Nếu như anh chị cần một cái trang tài liệu học hành gì đó, anh chị chụp lại một cái là nó sẽ sao chép ra văn bản cho anh chị liền. Tốc độ cực kỳ nhanh và cực kỳ hiệu quả. Và đây là cái cách sử dụng tính năng dịch trên iPhone. Ngoài ra, để anh chị dịch trực tiếp những cái từ ngữ ở trên web, anh chị có thể làm theo cách sau đây. Nếu như anh chị đang sử dụng iPhone thì anh chị nhất định phải dùng trình duyệt Safari. Thì khi mà anh chị dùng trình duyệt Safari, anh chị mở bất kỳ một cái trang web nào lên, nó có hiện những cái dòng chữ tiếng Anh như thế này. Anh chị muốn dịch thì anh chị chỉ cần nhấn giữ, sau đó anh chị sao chép đánh dấu một cái đoạn văn bản mà anh chị cần dịch. Anh chị bấm vào dấu mũi tên, bấm vào dấu mũi tên đến khi nào có chữ dịch thì thôi. Thì sau khi nó xuất hiện chữ dịch thì anh chị bấm vào. Lúc này nó sẽ hiện cái phần dịch ở đây cho anh chị xem. Và anh chị có thể copy cái bản dịch này gửi cho một ai đó nếu như anh chị có nhu cầu. Ngoài ra thì với cái tính năng này nó sẽ giúp ích cho những anh chị nào làm văn phòng, làm nhà báo, hoặc là làm những cái công việc liên quan đến văn bản, copy, sao chép, vân vân, một cách rất là nhanh chóng, một cách rất là thông minh và tuyệt vời. Và đây là một trong những cái cách sử dụng iPhone thông minh nhất mà anh chị cần biết. Video đến đây là hết. Nếu anh chị nào thấy hay, nhớ đăng ký kênh ủng hộ em. Em xin thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý khách, quý khán giả trong video tiếp theo.